bệnh viện mình có kiểm tra cơ địa dị ứng trước khi làm không ạ? Bởi vì là em bất kỳ động một cái gì em cũng có thể nổi mề đay được ạ. Câu hỏi của bạn Mỹ Anh cũng là cái tình trạng, cũng là những cái câu hỏi mà sẽ có nhiều mẹ đặt ra. Bởi vì trong thai kỳ của chúng ta thì khá nhiều mẹ sẽ bị ngứa vào những cái tháng cuối của giai đoạn thai kỳ. Đó là do cái tình trạng ứ mật nhẹ ở các mẹ và gây ra cái tình trạng đó. Sau khi đẻ xong thì nó sẽ được giải quyết hoàn toàn. Ngoài ra thì bạn Mỹ Anh có nói là bạn bị mẩn ngứa, nổi mề đay phải không ạ? Cũng có thể đó là một cái tình trạng cơ địa của mình dị ứng và quá mẫn với các cái tác nhân môi trường bên ngoài. Thế tuy nhiên thì ở bệnh viện chúng tôi thì các sản phụ đều đi khám tiền mê trước phẫu thuật, thủ thuật, trước đẻ, cho nên cái tình trạng này cũng được các bác sĩ gây mê khai thác. Và nếu mà bạn nằm trong cái đối tượng cần phải test kiểm tra thì chúng tôi ở bệnh viện chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện tối đa cho các sản phụ bằng cách là chúng tôi sẽ gửi bạn tới một đơn vị chuyên khoa về miễn dịch dị ứng. Về phía bệnh viện sẽ hỗ trợ có nhân viên y tế và xe đưa đón bạn đến đơn vị đó. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp toàn bộ các cái thuốc mà bạn có thể sử dụng trong đẻ, trong mổ để các đơn vị chuyên khoa có thể làm test một cách cụ thể. Và khi đến đó thì bạn sẽ được tiếp xúc với các chuyên gia. Ở đó bạn có thể được các chuyên gia giải thích cặn kẽ về cái tình trạng dị ứng của bạn. Và cũng qua cái buổi này thì các bạn sẽ được làm các cái test lấy da và test nội bì để phát hiện những cái quá mẫn nhanh trong với các cái thuốc. Và nếu như bạn dương tính với một thuốc nào đó thì chúng tôi sẽ loại bỏ hoàn toàn thuốc đó ra khỏi cái danh sách mà thuốc sẽ dùng sử dụng cho bạn trong lúc đẻ, lúc mổ, nhằm giảm thiểu hết sức có thể cái tình trạng dị ứng xảy ra trong lúc đẻ, lúc mổ và để giữ an toàn cho mẹ và cho bé ạ.